Mời quý vị đến với chuyên mục Chuyện thường ngày. Thưa quý vị, ở tỉnh Bắc Giang có một bản xinh đẹp lọt thỏm giữa núi rừng yên thế mang tên Bản Ven. Đây là nơi sinh sống của hơn 100 hộ gia đình người đồng bào Cao Lan. Trước đây, đồng bào chủ yếu sống bằng nghề trồng chè, thu nhập bấp bênh, cuộc sống nghèo khó. Nhưng giờ đây, nhờ bàn tay khéo léo, nhờ tinh thần không ngừng học hỏi, mở mang kiến thức mà những người phụ nữ dân tộc Cao Lan đã biết làm du lịch cộng đồng, đem lại sinh kế giúp bà con thoát nghèo. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng gặp gỡ những người phụ nữ khéo tay và ham học hỏi đó. Nằm trên trục quốc lộ 17, cách trung tâm huyện Yên Thế 14 km về phía Tây Bắc, cách trung tâm thành phố Bắc Giang khoảng 45 km và cách thủ đô Hà Nội khoảng 85 km chính là Bản Ven, một điểm du lịch cộng đồng thú vị và hấp dẫn. Đến đây, du khách được tận hưởng cảnh sắc thiên nhiên mát mẻ, trong lành giữa đại ngàn của núi rừng Yên Thế. Những người phụ nữ dân tộc Cao Lan trước đây không có công việc ổn định, trồng chè thu nhập thấp, họ bỏ đi làm công nhân, lúc thì thành phố Bắc Giang, khi lại Bắc Ninh. Khu du lịch Bản Ven đi vào hoạt động 2 năm nay, họ có công việc ổn định, thu nhập khấm khá hơn rất nhiều, từ 6 triệu đến 10 triệu đồng mà không phải thuê trọ, không phải xa chồng con. Tôi là người dân sở tại ở đây cho nên là đi làm là rất là gần. Cách đây có 1 cây rồi ạ. Thì đi làm công ty thì người ta cũng lương nó cũng chỉ được, còn không được bằng ở đây. Bản Ven có tổng số 148 hộ gia đình với 562 nhân khẩu. Đồng bào dân tộc Cao Lan chiếm 95%. Khu du lịch Bản Ven được thành lập cách đây 2 năm. Lượng khách đổ về ngày càng đông, chủ yếu từ Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Thái Nguyên, Lạng Sơn. Nhân sự làm việc trong khu du lịch chủ yếu là phụ nữ đồng bào người Cao Lan. Thiên nhiên níu chân du khách bằng cảnh sắc hoang sơ, trong lành, mát mẻ. Con người níu chân du khách bằng đôi bàn tay khéo léo, với các món ăn từ núi rừng như trứng kiến, xôi ngũ sắc, măng đắng, cùng sản vật chè xanh Bản Ven. Đa số những nhân viên ở đây cũng là đều là dân tộc Cao Lan, sinh sống ở bản quanh đây luôn. Khu du lịch sinh thái cộng đồng Bản Ven Xanh đi vào hoạt động thì cũng đã có rất nhiều điểm ưu điểm cho bản của bản làng ở đây. Ví dụ như là nâng cao mức sống, hoặc là đưa những cái đặc sản, ví dụ như là chè, hoặc là những cái món ăn đặc sản nhộng ong trứng kiến vào trong du lịch, sản xuất du lịch ở khu du lịch này. Vào đợt cao điểm, mỗi ngày khu du lịch đón khoảng 2.000 đến 3.000 khách. Tới Bản Ven, du khách sẽ được trải nghiệm khám phá đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Cao Lan như hái chè cùng bà con bản địa trên các nương đồi chè xanh trải dài sang ngút tầm mắt, thưởng thức chè Bản Ven mang hương vị thơm mát, đặt cơm với các món như trứng kiến, xôi ngũ sắc, ốc khe, măng đắng, rau dớn, hoa chuối rừng, gà đồi Yên Thế. Quang cảnh đây rất đẹp. Không khí trong lành, tôi thấy đồ ăn đây rất là ngon, đặc biệt là các món của đồng bào dân tộc, như các món rau, món xôi nhiều màu. Thích ở đây là có suối này, có rừng trúc này, nhìn thiên nhiên hoang dã này khá là hay, và cho trẻ con về đây chơi cũng rất là hợp lý. Đồng bào đây rất là nhiệt tình và mọi người cũng để cho mình tự nhiên ấy, mình cảm giác thấy một không gian rất chi là thoải mái. Rừng trúc với cả nhiều loài động vật khá là đẹp, có những loài động vật quý hiếm kiểu như là hươu sao hay là dê, con thấy khá là thích. Các cô người dân tộc ở đây mặc quần áo bản địa của người bản địa rất là đẹp, rất là hay, con thấy là khá đặc biệt. Con thấy món ăn các cô nấu rất là ngon và lạ miệng. Nguyên tắc làm du lịch của Bản Ven thì sẽ là bảo vệ cảnh quan môi trường cả đây, ở tại đây luôn, và giữ gìn nền văn hóa hoặc và phát triển bền vững cái văn hóa của dân tộc Cao Lan. Đặc biệt không gian rừng trúc phấn mát mẻ yên tĩnh như một thế giới khác. Ở đây có sẵn lều bạt để du khách thuê. Cạnh đó là khu nuôi cừu, nuôi dê để trẻ vui chơi trải nghiệm. Đây được coi là một mô hình kinh tế phát triển bền vững, vừa đem lại thu nhập ổn định cho người dân bản địa, vừa giữ gìn cảnh quan thiên nhiên, bản sắc văn hóa của địa phương.
Chỉ cách đây vài năm, bản ven như một ốc đảo lọt thỏm giữa núi rừng. Là một người làm việc trong khu du lịch cộng đồng này và chị cũng chính là một người con của bản ven. Chị hôm nay chị làm việc ở khu du lịch cộng đồng này lâu chưa? Dạ tôi cũng làm được 2 năm rồi ạ. Công việc chính của chị ở đây là gì? Công việc chính của tôi ở đây là lễ tân và là người dẫn chương trình cho các sự kiện khi mà trong khu du lịch sinh thái cộng đồng có những cái sự kiện lớn ạ. Trước đây khi mà bản ven chưa có khu du lịch cộng đồng thì chị làm công việc gì vậy? Trước đây thì công việc của tôi cũng khá là bấp bênh. Tôi làm công nhân ở khi thì ở Bắc Giang, cũng có đôi lúc là tôi cũng phải chạy Bắc Ninh hoặc là Thái Nguyên. Thì công việc của tôi cũng rất là vất vả, bấp bênh và cũng phải xa gia đình, xa chồng, xa con. Thế còn bây giờ thì thế nào ạ? Cuộc sống chắc là ổn định hơn. Dạ vâng, cuộc sống của tôi bây giờ rất là ổn định. Thứ nhất là được ở gần nhà, thứ hai nữa là cái mức lương của tôi ở đây cũng rất là ổn định và tương đối khá. Cái nét đặc sắc ở khu du lịch bản ven này là những cái cảnh quan thiên nhiên. Vậy thì có cái cảnh quan nào mà Hồng muốn giới thiệu đến khán giả được không? Dạ vâng, ngoài về nhà sàn của người Cao Lan, tôi cũng muốn giới thiệu với chị đó là khu vườn trúc rất là đặc trưng. Và khi mà du khách đến đây thì du khách cũng rất là ấn tượng với khu vườn trúc đó. Giờ thì chúng ta đã có mặt tại rừng trúc phấn của bản ven. Hôm nay rừng trúc phấn rất là đẹp nhưng mà chắc hẳn là nó đã có tuổi đời rất là lâu thì mới được như thế này đúng không ạ? Dạ vâng, rừng trúc này thì là đã có cái tuổi đời khá là lâu và rừng trúc thì được người dân bản địa của chúng tôi trồng lên. Và khi mà khu du lịch sinh thái hình thành thì cái rừng trúc này cũng có trong cái khuôn viên của khu du lịch sinh thái cộng đồng. Rừng trúc phấn thì nó là một cái điểm nhấn và là một cái thế mạnh đối với khu du lịch bản ven. Bởi vì khi mà du khách đến đây thì trước tiên là du khách sẽ được ngắm nhìn và được thả mình vào một cái bầu không khí, một cái không khí rất là trong lành và mát mẻ ở đây. Và cái nữa thì khi mà du khách đến đây thì du khách có thể thuê lều và ở homestay. Cũng như là du khách sẽ, khi mà du khách đi theo đoàn, theo nhóm, gia đình thì sẽ có những cái lều như thế này để du khách nướng đồ và gần như là party ở trong cái khu rừng trúc này. Chị Hồng này, khi mà chuyển công việc từ công nhân sang một hướng dẫn viên du lịch ở đây thì chắc hẳn là chị phải trau dồi và học hỏi thêm rất là nhiều ạ. Dạ vâng, nói thật với chị là từ cái công việc công nhân của tôi trước đây mà khi mà được về đây để làm việc và cống hiến cho bản của mình thì tôi cũng phải học hỏi và trau dồi rất là nhiều. Và để có được một công việc và hiện tại như hiện tại bây giờ rất là ổn định thì ngoài cái việc trau dồi học hỏi thì tôi cũng phải tìm hiểu lại thêm rất là nhiều về những cái nét văn hóa và cũng muốn lưu giữ lại những cái truyền thống của người dân tộc Cao Lan ở nơi đây. Tôi cũng có để ra cho mình một chút thời gian để đi học thêm cái lớp cơ bản về tiếng Anh và tiếng Trung. Quan niệm làm du lịch cộng đồng của những người phụ nữ bản ven là gì ạ? Quan niệm của những người phụ nữ bản ven khi mà làm du lịch tại đây, trước tiên thì phải nói với chị đó là chúng tôi muốn phát triển kinh tế, muốn có được một cái sinh kế ổn định nhất cho gia đình. Và cái nguyên tắc của chúng tôi khi mà làm du lịch cộng đồng bản ven là sẽ cố gắng giữ gìn và phát huy những cái nét đẹp truyền thống của người dân tộc tại bản ven Xuân Lương quê chúng tôi. Nguyên tắc khi mà chúng tôi làm việc tại khu du lịch sinh thái cộng đồng bản ven xanh đó chính là gìn giữ và lưu giữ lại những cái nét đẹp mà nguyên bản và khi mà cảnh quan thiên nhiên đã có sẵn tại khu du lịch sinh thái cộng đồng bản ven này ạ.
giờ thì chúng ta hãy bất chút thời gian để gặp gỡ chị Đoàn Thị Hường. Chị là một người con của bản Ven và là người đồng bào dân tộc Cao Lan. Chị Hường đã làm việc trong khu du lịch bản Ven Xanh được bao nhiêu lâu rồi ạ? Tôi làm việc ở đây từ lúc khu du lịch bản Ven Xanh này thành lập là đã được hơn một năm rồi ạ. À thế thì trong một năm qua thì chị thấy cái công việc này nó có phù hợp với mình không? Tôi thấy cái công việc này rất là phù hợp với tôi. Nghĩa là chị lo phụ trách các món ăn ở đây? Đúng rồi ạ. Rồi thì chị tham gia vào những khâu nấu nướng rồi phục vụ khách đúng không ạ? Đúng ạ. Đây là món xôi ngũ sắc và món trứng kiến xào đấy ạ. Vâng, xôi ngũ sắc. Ở đây là có xôi màu tím là từ màu gì đấy hả chị? Màu tím là làm từ lá cẩm. Màu xanh là làm từ hoa đậu biếc. Màu vàng của củ nghệ. Và màu trắng của gạo nếp. Hôm nay thì chị còn thiết đãi du khách cả món gì đây ạ? Món trứng kiến xào. Ồ, trứng kiến này là trứng kiến của loài kiến gì mà to như vậy hả chị? À, của loài kiến gai đen đấy ạ. Để làm được món trứng kiến này thì người ta nuôi kiến để lấy trứng hay là phải đi vào rừng để lấy trứng ạ? Kiến làm tổ ở trên cây, những cây cao và ở trong rừng là tự nhiên đấy ạ. Thế chị đi lấy trứng kiến như nào? Chị có thể kể cho quý vị khán giả nghe một chút được không ạ? Mình sẽ phải đi tìm những cái tổ trứng kiến, chặt những cây đấy xuống và mình phải gõ trứng kiến. Cái khâu trứng kiến này rất chi là công phu đấy, làm trứng kiến rất chi là công phu. Gõ trứng kiến rồi sảy sàng sảy nhặt sạch sẽ. Thế có khi nào mà mình gõ cái tổ trứng kiến như thế thì những con kiến nó ra nó đốt mình giống như con ong không chị? Có ạ. Mình phải làm cẩn thận, không là nó đốt mình rất chi là đau đấy ạ. Thế đã bao giờ chị bị đốt chưa ạ? Đã có. Vâng. Thế thì ví dụ như là để thu được một mẻ trứng kiến như thế này nhá, nhưng mà cái bát như này thì công việc của chị đi vào rừng như thế nào nhỉ? Chị lặn lội như thế nào và mất bao lâu thì mới thu được một mẻ trứng kiến vậy? Vào rừng tìm, và nếu mà tìm được rồi thì mình gõ xong mình mang về thành phẩm thôi. Chị Hương này, trước khi làm việc ở khu du lịch cộng đồng này thì chị làm công việc gì? À, mình ở nhà quanh quẩn ruộng vườn và tớ chỉ làm chè thôi. Thế thì khi đó thu nhập thì như thế nào ạ? Nông thôn cho nên là thu nhập bập bõm lắm, không đủ để chi tiêu trong gia đình. Bây giờ thì cuộc sống của chị nó thay đổi như thế nào sau khi mà chị làm ở khu du lịch cộng đồng này ạ? Từ khi có khu du lịch thì cuộc sống của tôi là ổn định hơn. Tôi làm ở gần nhà, được gần chồng gần con và mức lương cũng ổn định với cuộc sống hiện tại. Mức lương hiện tại là tớ đã đủ để trang trải cuộc sống của mình rồi. Có nhiều người phụ nữ khác ở trong bản Ven làm trong khu du lịch này giống như chị không? Ở công nhân ở đây là người của bản này đấy ạ. À, thế thì có nghĩa là họ cũng được tạo cái sinh kế ổn định như chị đúng không ạ? Đúng rồi. Trước kia thì không ai biết đến bản Ven cả. Thì từ khi có khu du lịch mọc lên thì cuộc sống của mọi người là có thu nhập ổn định, du khách rất chi là đông. Thế là mọi người biết đến bản Ven rất chi là nhiều. À thế chị ơi, bây giờ thì những người như chị là từ những người mà nông dân nhưng mà đã biết làm du lịch cộng đồng rồi đúng không ạ? Chúng tôi là trước kia là chỉ ở nhà quanh quẩn ruộng vườn, nhưng bây giờ từ khi vào đây du lịch này, chúng tôi biết đón khách, đón tiếp khách và biết dẫn khách đi tham quan, hiểu biết thêm rất chi là nhiều ạ. Vừa nãy tôi còn thấy chị Hường nói mấy câu tiếng Trung cơ, không hiểu là chị đã biết tiếng Trung chưa và nhờ đâu mà chị có vốn tiếng Trung như vậy? Trước kia tôi cũng chẳng biết tiếng Trung, tiếng Tây gì đâu. Nhưng mà từ khi vào đây làm thì được tiếp xúc nhiều với cả khách nước ngoài. Cho nên là những cái cơ bản như giao tiếp là tôi được học hỏi từ những du khách đến đây đấy ạ. Vâng, và rõ ràng thì những món ăn sản vật như thế này cũng là một điểm hấp dẫn của du lịch cộng đồng của bản Ven đúng không ạ? Đúng rồi. Rất là ngon đấy, Hạnh thử một miếng xem thế nào nhé. Ngon không ạ? Rất là thơm và rất là đậm đấy ạ. Cái món trứng kiến này ấy, thì mình có thể cuốn với lá lốt hoặc là ăn kèm với xôi ngũ sắc, rất chi là thơm ngon. Tôi mong rằng là mỗi du khách khi đến với bản Ven thì sẽ nhớ đến những cái món ăn đặc sản của khu du lịch sinh thái cộng đồng bản Ven Xanh ạ. Những món ăn rất là đặc biệt, mang hương sắc.
Và đến đây thì thời lượng dành cho chuyện thường ngày đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình ngày mai.